Hello tất cả mọi người nha. Hôm nay kênh mình sẽ có một series mới, đó chính là nói về các trích và thủ thuật của Jojo. Và đây là bạn Phạm Quang Huy. Bạn ấy sẽ hướng dẫn mọi người các trích và thủ thuật Jojo từ căn bản đến trung bình, xong thì đến nâng cao hơn nha. Được rồi, và thủ thuật Jojo hôm nay sẽ của chúng ta sẽ là về chiêu đứng gió slipper trong Jojo và cách để thu dây của Jojo nhạy. Được rồi, mọi người hiểu không nhỉ? Được rồi, bắt đầu nha. Con lửa trong tim, nhớ nụ cười ta thêm niềm tin. Với đam mê cùng chiến đấu, chinh phục cùng Jojo. Nào anh em, cùng Jojo với những đam mê ngập tràn ước mơ. Mình cùng bước tới và với khát khao ta cười lên gian nan. Là tuyệt đỉnh Jojo. Đấy là bản demo nhá. Còn bây giờ nó sẽ đến hướng dẫn chi tiết nhá. Đấy, cái đầu tiên mọi người cần phóng Jojo tấn mạnh xuống để cho nó đứng yên giữ nguyên trên không như này, trong không như này. Đấy, một khoảng thời gian. Đấy, thì người ta gọi là chiêu này, người ta là slipper, trong Jojo người ta gọi là slipper, chiêu slipper. Được nhỉ? Thu dây đi. Được rồi, đến với chiêu tiếp theo, chúng ta sẽ đến với cách để thu dây trong Jojo nhạy. Ok nha mọi người nha, tiếp tục nha. Tiếp đến sẽ là cách để thu dây trong Jojo không nhạy. Được chưa? Đây là bạn Quang Huy cùng với con Jojo Z03 hơn của bạn ý. Đây là dòng Jojo không nhạy giá rẻ, ngon bổ rẻ, khá là ngon bổ rẻ trong thời điểm hiện nay. Các bạn có thể tham khảo nha. Được rồi, đến với chiêu nào. Được rồi, đầu tiên các bạn đưa dây luồn dây ra phía trước Jojo. Được chưa nhỉ? Sau đó giữ 1/2 dây Jojo, 1/2 đoạn dây ở thừa. Đấy, demo làm ví dụ em. Tiếp theo, giữ nguyên tay trái. Rồi kéo phần tay phải đang cầm dây lên. Rồi nhanh chóng thả tay trái giữ dây lại để Jojo có thể đập vào tay phải của mình nhé. Đó. Rất là đơn giản thôi. Các bạn luyện tập nhiều thì sẽ được thôi. Ok nha, và đây là hai trích Jojo căn bản và đầu tiên cho người mới bắt đầu. Ai bắt đầu thì cũng phải học hai trích này thôi. Mong các bạn có thể học được và sớm thành thạo những trích này nha. Ok nha, nếu các bạn thấy video của bọn mình hay, ngại gì mà để lại một like, một subscribe và comment ở dưới video để kênh của bọn mình có thể nhanh chóng sớm phát triển nhé. Ok nha, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.